Chào Kim Ngư, đây sẽ là bài dự đoán cho tuần từ ngày 5 đến 11 tháng 2 dành cho các bạn. Đây là bài dự đoán cho toàn cung Kim Ngư, cho nên nếu có những cái thông điệp mà bạn cảm thấy nó không phù hợp với hoàn cảnh cá nhân cụ thể của mình thì nó không, có lẽ là nó không dành cho bạn mà dành cho một bạn khác trong cung Kim Ngưu. Và bạn có thể dùng cái link ở bên dưới cái description box để lập lá số cho mình. Từ đó các bạn có thể biết được cung mặt trời, mặt trăng, mặt trời, điểm mọc và kim tinh. Tất cả những cái cung đó nó ảnh hưởng rất lớn đến vận hạn của mỗi chúng ta, cho nên các bạn có thể tham khảo thêm bài dự đoán của cung, ngoài cái cung mặt trời thì cũng là cung mặt trăng, điểm mọc và kim tinh nữa, để có được cái bức tranh toàn cảnh. Mình sẽ rút 6 lá trong bộ bài Rider Waite Tarot và sau đó một lá về tình yêu trong bộ Romance Angel Card để xem xét trọn vẹn tất cả các vấn đề trong cuộc sống của các bạn, từ công việc cho tới tình cảm. Ok, bây giờ mình sẽ hỏi về những thông điệp các bạn nên cần nhận được trong tuần từ mùng 5 đến đến 11 tháng 2. What are the messages for Taurus? Đầu tiên chúng ta có lá Hoàng đế, The World, Strength, Five of Pentacles, năm đồng xu. Hoàng đế, thế giới, sức mạnh, năm đồng xu, Page of Pentacles, mình không biết dịch. Người học việc, Page có thể dịch là người giúp việc hay là người học việc, và đây của cái bộ xu. Và cuối cùng chúng ta có lá The Fool là chàng ngốc, tạm dịch là thế. Nhưng mà mình có lẽ là mình không nên dịch những cái tên này ra tiếng Việt vì nghe nó hơi kỳ. Ở cuối bộ bài các bạn có Page of Wands. Page thì giống như cái page, tức là người học việc, nhưng mà đây là nó thuộc cái nhóm gậy. Mình sẽ dành một chút thời gian để cảm nhận cái năng lượng từ những cái lá bài này. Ok, đầu tiên các bạn có lá Hoàng đế, The Emperor. Thì đây là lá của cung Bạch Dương. Thì có thể là trong môi trường của bạn có một Bạch Dương nào đó có ảnh hưởng đến những cái diễn tiến trong cái hoàn cảnh của bạn. Hoặc nếu họ không phải là cung Bạch Dương thì họ mang cái năng lượng của Bạch Dương hoặc là của một hoàng đế, tức là người này rất là chín chắn, trưởng thành chín chắn và đã thiết lập được một cái nền tảng nào đó trong công việc và sự nghiệp, cũng như là tài chính của mình. Người này cũng có thể là một father figure, tức là một ai đó về giống như là cha chú, một cái người đàn ông lớn tuổi. Và họ có cái ảnh hưởng, họ biết cách gây ảnh hưởng đến những cái người xung quanh và những người khác tôn trọng họ, lắng nghe họ. Họ có nhiều sự thông thái và kiến thức. Họ khá là lạnh lùng nữa, tức là họ dùng cái đầu lạnh của họ nhiều hơn là trái tim, bởi vì họ đóng vai trò lãnh đạo mà. Cho nên là tức là họ họ cần phải cai trị cái vương quốc của họ, cho nên họ không thể nào mà mềm mỏng được. Thì có thể các bạn có một ai đó trong cái môi trường của mình với những cái tính chất như vậy. Hoặc đây là cái lời khuyên là bạn cần phải take on, cần phải có cái năng lượng hoặc là có những cái đặc tính của cái hoàng đế này. Nếu trong thời gian vừa qua bạn rơi vào một cái hoàn cảnh nào đó mà bạn chưa được quyết đoán và bạn bị cuốn đi theo cái guồng của cái hoàn cảnh đó, thì
lời khuyên là bạn cần phải lấy lại cái sự tự chủ, cần phải phát huy cái tinh thần lãnh đạo của mình, cái tinh thần tức là đừng đừng có bị cuốn theo cái guồng xoáy, cái vòng xoáy đó, mà hãy mạnh mẽ, độc lập và tự chủ, và lắng nghe bản thân mình, dùng lý trí để đưa ra quyết định. Tiếp theo các bạn có lá The World, là nói về một cái sự kết thúc, một cái sự hoàn thành và kết thúc. Cái sự kết thúc này nó khá là êm xuôi, nó giống như là chỉ là một bước của quá trình. Ví dụ như là khi chúng ta học học hết cấp 3 thì chúng ta cần phải tốt nghiệp, hoặc là hết đại học thì chúng ta tốt nghiệp. Nói về một cái sự hoàn thành chứ nó không có phải là một cái sự kết thúc đột ngột như là với cái lá thần chết. Mặc dù nó đều nói về cái việc hoàn thành và bắt đầu một cái sự khởi đầu mới, nhưng cái sự hoàn thành ở đây là nó chỉ là một cái bước tất nhiên của cái quá trình phát triển của sự việc. Thì có thể là các bạn đã đi đến được một cái các bạn đã hoàn tất một cái chu kỳ, một cái vòng tròn, một cái gì đó nó mang tính chất chu kỳ. Có thể cũng nói về cái việc là bạn sắp tốt nghiệp, bạn hoặc là bạn đạt đến được một cái sự hoàn thành. Có thể là bạn sẽ hoàn thành một cái dự án nào đó, hoàn thành công việc, hoặc bạn chấm dứt một cái hoàn thành một cái gì đó nó mang tính chất chu kỳ trong cuộc sống của bạn, và bạn có thể bắt đầu nó đem đến một cái giai đoạn mới rất là sáng sủa. Cái kết quả của cái sự hoàn thành này để nó mở ra một cái chương mới trong cuộc sống của các bạn, trong cuộc sống của các bạn. Cho nên có lẽ là cái việc mà bạn cần phải tự chủ và đưa ra quyết định đó, nó liên quan đến cái sự hoàn thành cái chu kỳ này trong cuộc sống của bạn, và để mở ra một cái chương mới. Thì khi bắt đầu một cái chương mới này thì bạn cần phải giống như cái vị hoàng đế này, tức là rất là họ cái này tức là đề cao cái vai trò lãnh đạo, cái tinh thần lãnh đạo và quyết đoán mạnh mẽ, tự chủ, chín chắn. Các bạn cần phải chín chắn trong những cái quyết định của mình, trong cái cách mà các bạn thể hiện bản thân mình nữa. Và cái sự khởi đầu mới này, hay là cái sự kết thúc và bắt đầu một cái sự khởi đầu đầu mới này, nó cũng đòi hỏi các bạn phải có sức mạnh. Ở đây nó nói khá nhiều đến cái mặt là tự chủ mạnh mẽ để vượt qua những cái giới hạn của bản thân. Các bạn có thể thấy là cái cô gái này đang thuần hóa con sư tử. Cái con sư tử này thực ra không phải là những cái yếu tố ngoại cảnh bên ngoài, mà nó là những cái hạn chế bên trong nội tâm của chúng ta, những cái tiếng nói, ví dụ nói là bạn sẽ không thành công đâu, hay là đừng làm như thế, mọi thứ nó sẽ xấu đi, hay là nói chung là đây là những cái tiếng nói mà cản trở mình bước tới. Đây là những cái tiếng nói từ cái bản ngã của mình, từ cái ego của mình, những cái gì tiêu cực đến từ bên trong, những cái nỗi sợ hay là những cái hạn chế từ nội nội tâm của mình. Và nó nói về việc là bạn cần phải có sức mạnh để chế ngự nó, đừng nghe theo những cái sự tiêu cực đó đến từ bên trong nội tâm của mình. Rất có thể các bạn sẽ bắt đầu có một cái sự khởi đầu mới gì đó, ví dụ một khởi đầu mới cho một công việc, hay là bạn bắt đầu một công việc mới, bạn bắt đầu một cái dự án nào đó mới, và nó khá là nhiều thách thức. Bạn khá là lo lắng về cái sự khởi đầu này, nhưng cái sự lo lắng đó thực ra nó không giúp ích gì được cho cái hoàn cảnh này cả, mà nó nói về việc là bạn cần phải có sức mạnh để vượt qua những cái nỗi sợ này, những cái lo lắng vô cớ đó. Và hãy giống như là cái vị hoàng đế này, rất là mạnh mẽ, chín chắn và biết được sức mạnh của bản thân, luôn tự chủ trong mọi hoàn cảnh, thì mọi thứ nó sẽ ổn, và cái sự khởi đầu mới này cũng sẽ đem đến cái kết quả tốt đẹp cho bạn.
Tiếp theo chúng ta có Five of Pentacles. Cái lá bài này nó nói về việc bạn, một lần nữa nó nói về những cái hạn chế trong nội tâm của các bạn, những cái nỗi sợ, cái này nó nói về nỗi sợ bị bỏ rơi, hoặc là bạn cảm thấy thiếu thốn về mặt, kể cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Nhưng nó thiên về cái mặt là lack mentality, tức là cái này là do cái tâm lý của bạn thôi. Bạn hướng cái năng lượng của bạn vào những cái điều tiêu cực, bạn cảm thấy không đủ, chưa đủ, bạn cảm thấy thiếu thốn, bạn cảm thấy bị bỏ rơi, hay là bạn cảm thấy cô đơn. Nhưng chỉ cần bạn thay đổi cái cách suy nghĩ, đặt mình ra, tức là nhìn cái sự việc với con mắt của người ngoài cuộc, thì các bạn sẽ thấy là nó không có đến mức tiêu cực như vậy. Bởi vì các bạn có cái hai cái lá tiếp theo nó đều nói về cái sự, một cái sự khởi đầu mới, đòi hỏi các bạn phải có niềm tin. Với Page of Pentacles thì nó nói về một cái sự khởi đầu chậm mà chắc. Tức là cái sự khởi đầu này nó rất là sơ khai, nó chưa có cái gì cụ thể cả, nhưng mà nếu bạn cứ hướng cái sự chú ý của mình vào cái mục tiêu cuối cùng, và đừng bị đừng bị gọi là distracted là gì, đừng bị đánh lạc hướng, đừng có bị mất tập trung, mà cứ tập trung vào cái sự khởi đầu mới này, vào cái đồng xu này, tức là nó tượng trưng cho cái những cái gì, ví dụ như là cái mục tiêu của các bạn, cái kế hoạch, cái mục đích cuối cùng, thì bạn sẽ thành công. Và The Fool ở đây nó nói về, cũng nói về một cái sự khởi đầu mới, nhưng nó mang thêm ý nghĩa là các bạn cần phải có niềm tin nữa. Các bạn có thể thấy là cái anh chàng này, mặc dù là dưới chân anh ta là sóng gió gập ghềnh, nhưng mà anh ta không hề nhìn xuống để mà sợ, mà anh ta ngước mặt nhìn về phía trước, và đằng sau anh ta là mặt trời, tượng trưng cho những một cái kết quả tốt đẹp, một cái tương lai rạng rỡ. Trên trên tay anh ta thì cầm bông hoa, rất là yêu đời, mặc dù cái hành trang của anh ta chẳng có gì, nhưng anh ta, tất cả những gì mà anh ta có là sự lạc quan, là sự tin tưởng. Thì đây chính là cái năng lượng mà các bạn cần phải có để cho cái sự bắt đầu này, cho cái sự kết thúc và bắt đầu này. Các bạn cần phải chế ngự những cái tiêu cực bên trong mình, những cái lack mentality. Mình có nhắc rất là nhiều đến cái The Law of Attraction, cái luật hấp dẫn, trong những cái video tháng 2, dự đoán tháng 2 về tình yêu tháng 2, đó là what you think about you bring about. Khi mà bạn tập trung năng lượng của mình vào vấn đề gì thì bạn cũng sẽ thu hút cái kết quả tương ứng. Nếu bạn nghĩ suy nghĩ tích cực, thì bạn tỏa ra cái tần số ở cái năng lượng tích cực, thì bạn cũng sẽ thu hút được vào cho mình những cái kết quả tương ứng, và ngược lại. Cho nên là tất cả những cái sáu lá bài của bạn nó nhấn mạnh rất là nhiều về cái mặt này, tức là tốt hay không là do các bạn, và các bạn cần phải có niềm tin, đừng quá tập trung vào những cái năng lượng tiêu cực, bởi vì cái tương lai rất là tươi sáng, chỉ cần các bạn có niềm tin và dám bước tới. Không phải sao cái camera của mình nó bị mờ, nó không focus được, chắc các bạn nhìn thấy được. À đây, ok. Và ở cuối lá bài các bạn lại có một lá page nữa, tức là các bạn đã có, các bạn có ba cái lá, bốn lá chứ, nói về sự khởi đầu, hai lá page, một lá là nói về sự kết thúc và khởi đầu, và một lá nói về sự khởi đầu đòi hỏi niềm tin. Với cái lá này nó nói về một cái adventure mới, một cái cuộc phiêu lưu thám hiểm mới, thì mình cảm giác là cái sự khởi đầu, kết thúc và khởi đầu này nó mở ra một cái gì đó, một cái cuộc hành trình mới, trong một cái chương mới trong cuộc sống của các bạn. Cái này nó cho tuần từ năm từ tháng từ tuần từ ngày thứ năm ngày năm đến ngày 11 tháng 2, nhưng mà mình cảm giác cái năng lượng ở đây nó sẽ kéo dài cho toàn tháng 2. Cái sự khởi đầu này nó chỉ không chỉ dành cho tuần này, mà nó có thể kéo dài trong cả tháng 2. Thì trong tháng 2 này các bạn có thể mong chờ những cái sự khởi đầu mới rất là tốt đẹp, và chỉ cần các bạn có niềm tin và các bạn dám bước tới, dám nghĩ, dám làm, và chế ngự được những cái tiêu cực bên trong bản thân mình, thì
Mình có thể thấy ở đây là một cái hành trình mới, rất là nhiều nhiệt huyết, passion, đem đến cho bạn excitement, nhiều sự hào hứng và một cái nguồn năng lượng mới rất là tích cực. Ok, bây giờ mình sẽ rút một lá bài về tình yêu để xem trong tuần này tình yêu của các bạn như thế nào. Còn nếu các bạn muốn biết tình yêu về toàn tháng 2 thì các bạn có thể check playlist Kim Ngưu. Trong playlist đó thì mình sẽ có toàn bộ các video về cung Kim Ngưu. Và mình đã làm cái bài dự đoán cho tháng 2 về tình yêu của các bạn, chỉ chuyên về tình yêu thôi. Ok, lá các bạn có là Forgiving and Learning. Khi mà bạn buông bỏ những cái gì, những cái nỗi đau, những tổn thương trong quá khứ và hàn gắn những cái nỗi đau trong quá khứ thì bạn sẽ bạn sẽ nhận được nhiều tình yêu và tức là tận hưởng được tình yêu ở thời điểm hiện tại nhiều hơn nữa. Đến đây thì mình có cảm giác là đúng, và những cái lá bài này nó cũng thể hiện là vậy. Các bạn sợ bị bỏ rơi, các bạn có cảm giác có thể trong quá khứ các bạn có những cái chuyện xảy ra làm cho bạn cảm giác như là mình bị bỏ rơi, mình cô đơn, và nó đem đến rất là những cái nỗi sợ mà bạn cần phải chế ngự. Nhưng dường như có một cái sự khởi đầu mới. Những cái sự khởi đầu mới đây mình nói chung chung là sự khởi đầu mới, nhưng mà rất về mặt tình cảm rất có thể đây là có một sự khởi đầu mới về mặt tình cảm, đòi hỏi các bạn phải buông bỏ những cái gì trong quá khứ, những cái gì nó không còn đem đến cho mình những cái giá trị tích cực nữa. Những cái gì thuộc về quá khứ rồi thì hãy để nó ở trong quá khứ, chế ngự những cái nỗi sợ. Giống như con chim sợ cành cong, nhưng mà hãy đừng như vậy, bởi vì có rất là nhiều khởi đầu mới với những cái năng lượng rất là tích cực dành cho bạn, kể cả về mặt tình cảm nữa, với điều kiện là bạn phải chế ngự được những cái hạn chế của bản thân mình, những cái nỗi đau, những cái nỗi tổn thương hay là những cái gì trong quá khứ mà bạn chưa buông bỏ được thì hãy để nó đi, hãy let it go. Thì bạn sẽ sống trong hiện tại được chọn sống trong hiện tại trọn vẹn hơn và tận hưởng được những cái giây phút hiện tại nó trọn vẹn hơn. Đó là thông điệp tuần từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 2 dành cho các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi, và các bạn có thể subscribe cho channel của mình để theo dõi thêm nhiều bài dự đoán trong tháng 2 dành cho các bạn nhé. Không những trong tháng 2 mà trong tất cả các tháng. Một khi bắt đầu mà mình làm được khoảng 5-6 cung là mình bắt đầu đuối trong cái việc dùng cái từ ngữ của mình, nó bắt đầu lung tung cả lên, nên các bạn thông cảm. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo, và chúc các bạn có một tháng 2 vui vẻ. Bye bye.